Thưa quý vị, hẳn sẽ có những lúc chúng ta cần quét và gửi nhanh một tài liệu bằng văn bản giấy, và khi đó thì chiếc smartphone hay tablet chính là một trong những công cụ thuận tiện nhất để làm việc này, thay vì chúng ta đi tìm một chiếc máy scan như thông thường. Và đối với những ai còn bối rối trong việc làm sao để biến các thiết bị di động của mình thành chiếc máy scan hiệu quả, thì phần thủ thuật ngay sau đây sẽ hướng dẫn những thao tác căn bản nhất. Thưa quý vị, hẳn sẽ có những lúc chúng ta cần quét và gửi nhanh một tài liệu bằng văn bản giấy. Và khi đó, chiếc smartphone hay tablet chính là những công cụ thuận tiện nhất để làm việc này, thay vì đi tìm một chiếc máy scan như thông thường. Và đối với những ai còn bối rối trong việc làm sao để biến các thiết bị di động của mình thành một chiếc máy scan tài liệu hiệu quả, thì phần thủ thuật ngay sau đây sẽ hướng dẫn những thao tác căn bản nhất dành cho quý vị. Quý vị thân mến, đừng nghĩ rằng là những chiếc smartphone hay những chiếc tablet là những ứng dụng quét tài liệu kém chuyên nghiệp và kém hiệu quả nhé. Bởi vì thực tế cho đến hiện nay thì những ứng dụng hỗ trợ việc quét tài liệu bằng các thiết bị di động đều được cải tiến và rất thông minh. Một điều nữa là những ứng dụng dễ dàng chúng ta sử dụng thì đều có bản quyền miễn phí. Ngoài ra, đối với những ai nghĩ rằng việc scan bằng các thiết bị di động hoặc là tablet có nghĩa là chúng ta mở ứng dụng máy ảnh và chúng ta chụp ảnh và gửi file dành cho người nhận, thì điều này quý vị nên thay đổi suy nghĩ đó. Bởi vì việc gửi những file ảnh là một cách rất là thủ công, mất rất nhiều công sức, và chưa kể là file ảnh thường là những file rất nặng, mất thời gian cho quý vị trong việc chúng ta gửi đến người nhận. Do đó, quý vị có thể sử dụng những ứng dụng chuyên dùng để chúng ta quét tài liệu. Và đầu tiên là xin giới thiệu đến quý vị đó là Google Drive, nếu như quý vị đang sử dụng các thiết bị di động Android. Quý vị hãy bật ứng dụng Google Drive trong chiếc smartphone Android của mình lên. Nhấn vào icon màu đỏ có dấu cộng ở góc dưới để bắt đầu. Trong cái tác vụ hiện ra, hãy chọn vào quét. Ứng dụng sẽ bật máy ảnh của điện thoại lên. Bây giờ hãy đặt trang tài liệu lên một mặt phẳng có màu tương phản và nhấn vào chấm màu xanh da trời để chụp. Ngay sau khi chụp, ứng dụng sẽ tự động cắt gọt phần thừa của nền, điều chỉnh màu, độ sáng để thông tin chữ dễ đọc hơn. Nếu vẫn chưa hài lòng, quý vị có thể dùng thêm cách tùy chỉnh crop và chỉnh vào ở thanh bar phía trên. Lúc này nếu đã xong phần quét thì hãy nhấn vào dấu stick góc phải bên dưới. File quét sẽ được lựa chọn dưới dạng PDF. Như vậy file đã được lưu vào kho dữ liệu đám mây của quý vị. Tại file đã lưu, chỉ cần nhấn vào icon màu xám có chữ Y. Quý vị có thể tùy chọn vào chia sẻ hay gửi đến người nhận. Một ưu điểm khác của Google Drive khi quét là có thể quét nhiều hình ảnh cùng lúc để tạo thành một file PDF duy nhất, thuận tiện cho việc sử dụng tài liệu. Cụ thể, sau khi chụp xong ảnh thứ nhất, nếu chúng ta muốn chụp thêm các ảnh khác vào cùng một file, thì quý vị đừng nhấn vào dấu stick mà hãy nhấn vào dấu cộng góc trái ở bên dưới để chụp tiếp. Đến khi đã hoàn tất việc chụp tất cả các file, thì quý vị hãy nhấn vào dấu stick. Còn đối với những thiết bị sử dụng hệ điều hành như iOS như là iPhone hoặc là iPad thì như thế nào? Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy tìm kiếm một ứng dụng được đánh giá là hàng đầu hiện nay trong việc scan tài liệu, đó chính là Evernote Scannable. Quý vị có thể vào App Store để chúng ta tìm Evernote Scannable, đó là ứng dụng có hình cánh bướm trắng trên nền xanh được ghi là Scannable như thế này. Sau khi đã có ứng dụng này, chúng ta chỉ cần bật lên và ngay sau khi chọn là Scannable Document, Scannable thông minh đến độ chỉ cần camera điện thoại lướt qua và nhận ra bất kỳ tài liệu nào thì sẽ tự động chụp liên tục mà không cần chúng ta ra lệnh. Ứng dụng sẽ cho biết nó nhận được tài liệu bằng cách tô xanh lên phần tài liệu đó. Và sau khi vòng tròn nhạt màu trắng được loát xong thì tài liệu đã chụp và chỉnh sửa xong chỉ trong tích tắc. Sau khi chụp xong, quý vị có thể nhấn trực tiếp vào file đã quét. Tại đây nhấn vào dấu ba chấm ở góc phải phía dưới để chỉnh sửa thêm nếu cần. Nếu không, chúng ta có thể nhấn vào icon tròn bên dưới để chọn cách tùy chọn gửi đi. Một lưu ý là nếu chúng ta không muốn ứng dụng quá tài lanh trong việc quét tài liệu thì hãy nhấn vào icon mang tên là menu. Ở đây ứng dụng sẽ trở về tùy chọn cho quý vị tự chụp bằng nút chụp màu trắng như thế này. Ngoài ra, Evernote Scannable còn có một tính năng thú vị khác rất thuận tiện cho giới văn phòng, chính là ScanSafe. Bằng cách kết hợp với một máy scan của hệ thống Wi-Fi, chúng ta có thể bỏ tài liệu vào máy scan và nhận file đã hoàn chỉnh từ máy gửi về điện thoại một cách nhanh chóng. Nếu có thời gian, chúng ta hãy tìm hiểu và tham khảo tính năng này nhé. Trở lại là việc ứng dụng những công nghệ sẽ giúp đỡ cho những công việc của chúng ta cũng như là cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp hay là những thủ thuật hay muốn gửi về cho chúng tôi thì hãy gửi về địa chỉ là cursocongnghe.fbnc@gmail.com. Cảm ơn quý vị rất nhiều.